Lê Tân Quý lên sân. Về dày, về ba người đời hai dòng, người hương đủ giá.
huyện Chuông và anh Chuông Các Quế đã thưởng nóng cho Lê Cấn Tất Thức bằng 1 triệu đồng để cổ vũ cho Lê Cấn Tất Thức quyết tâm thi đấu. Hiện nay đội Phúc đang thi đấu ở trên sân Sới, hiện nay là đội Chuông đơn vị Các Quế thưởng nóng cho đội Phúc 1 triệu đồng, dù đội Phúc thắng hay thua vẫn được 1 triệu đồng của đội Chuông Các Quế. Thì sẽ ban tổ chức sẽ cho nghỉ một chút thời gian và hai đội
12 đô Tử Lâm và Hồng Cường.